Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chùa Kỳ Quang 2 nhận tiền khủng rồi quẳng cho cốt một nơi, di ảnh một nẻo. Những ngày gần đây, sự việc hàng trăm hũ cho cốt bị rớt bảng tên, chất lẫn lộn trong xó xỉnh tại Chùa Kỳ Quang 2 đã gây phẫn nộ không chỉ trong giới Phật tử mà còn khiến dư luận một lần nữa đã phải thất vọng về sự suy đồi của Phật giáo Việt Nam dưới chế độ của Đảng Cộng sản cầm quyền. Sự việc bắt đầu từ một bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội của tài khoản Facebook có tên là Mỹ Tiên Huỳnh vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Đây là bức ảnh chụp hình ảnh bài đăng của chị Mỹ Tiên Huỳnh trên trang Facebook cá nhân về việc hàng trăm hũ tro cốt bị rớt bảng tên chất lẫn lộn trong xó xỉnh tại chùa Kỳ Quang 2. Nhân dịp lễ Vu Lan hàng năm, cũng là rằm tháng 7 âm lịch, chị Tiên cùng gia đình đến chùa Kỳ Quang 2, địa chỉ số 154 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thắp nhang tưởng nhớ những người thân trong gia đình đã mất và được gửi cho cốt của ngôi chùa nổi tiếng có lòng nhân đạo từ trong nước ra đến nước ngoài này. Điều khiến chị bàng hoàng và bức xúc là việc những hũ cho cốt bị quăng vô một xó xỉnh, hình một nơi hũ cốt một ngả. Hành động này của nhà chùa đã khiến những người đến lễ không thể tìm đúng hũ cốt của người thân của mình. Khi mọi người đi tìm trụ trì để nói chuyện cho ra lẽ thì ông này cố tình lẩn trốn, dẫn đến việc mọi người kêu công an, ủy ban đến làm việc cho ra chuyện. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi cùng mọi người thì trụ trì đã xuất hiện với vòng vo tam quốc và chốt lại hai điều. Thứ nhất là hầm cốt này thầy không có nhận để cốt và thứ hai là thầy không nhận tiền để cốt của ai hết. Điều khiến mọi người càng tức giận hơn là lý do cho cốt một nơi, di ảnh một nẻo mà vị trụ trì chùa đưa ra là trong quá trình vệ sinh các hũ tro cốt vì tưới nước mạnh quá nên rơi ra. Sau đó, trụ trì hứa sẽ tìm đúng tro cốt và đúng di ảnh cho mọi người. Công an và ủy ban cũng hứa đứng ra giải quyết cho mọi người. Bản thân trong bài viết của mình, chị Tiên cũng bày tỏ những bất bình từ hành động của nhà chùa cũng như từ vị trụ trì này. Đây là hai trong những bức ảnh mà tài khoản Facebook Mỹ Tiên Huỳnh đăng lên ngày 1 tháng 9 cho thấy các hũ cốt bị vứt vào trong những xó xỉnh trong chùa. Thứ nhất, chị cho rằng nếu chùa không còn nhận để cốt thì cũng phải thông báo cho gia đình người nhà biết để gia đình đem qua để ở chùa khác. Còn nếu không có thân nhân thì gom lại tụng kinh rồi giải về sông, về đất. Thứ hai, việc trụ trì nói ông không nhận tiền để cốt của ai hết là không có cơ sở. Vì chị cho biết từ tháng trước chị đã gửi hũ cốt vào chùa và phải đóng phí 40 triệu đồng. Thứ ba, khi trụ trì hứa sẽ tìm đúng cốt, đúng hình cho mọi người thì chị Tiên đã tự đặt câu hỏi là tìm bằng cách nào và trong bao lâu và cho rằng việc thử ADN của hũ cốt với người sống là việc tào lao. Vì tất nhiên khi tất cả đã bị đốt lên thì ADN cũng gần như biến mất. Thứ tư, lý do là trụ trì đưa ra là do bắn nước rửa mạnh quá khiến bị rơi lũ cốt là không thuyết phục. Bởi nếu bắn nước rửa rớt vài tấm hình thì phải tìm cách khác. Còn đằng này bắn rửa cho rớt hình như vậy thì thật là quá đáng luôn. Cốt bụi có bẩn thì lấy thau lau rửa, đằng này lấy vòi nước bắn rửa như rửa xe thì không thể chấp nhận được. Chị Tiên cũng cho biết là 100 hũ cốt chắc còn được 20-30 hũ còn hình, nhưng cũng bị quăng vô một xó chung với những cái hũ cốt mất hình. Và khi sự việc bung bét thì tất cả những bức xúc của chị Tiên đều có cơ sở. Truyền thông trong nước hôm 3 tháng 9 cũng cho biết quá trình kiểm tra tại hầm đựng tro cốt của chùa Kỳ Quang 2, cơ quan chức năng phát hiện có 775 hũ tro cốt đã bị gỡ rời di ảnh, không phân biệt được chính danh. Theo những người đã gửi tro cốt tại đây phản ánh, những năm gần đây để được gửi tro cốt vào chùa phải bỏ ra ít nhất 6 triệu đồng tiền phí. Những người đã gửi từ lâu có giá cao hơn, đỉnh điểm có người phải bỏ hơn 6 cây vàng để có một rằm nằm tại chùa cho người thân đã khuất, như trường hợp của bà Minh Thanh, ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Vào năm 1999, để có hai rằm tại chùa Kỳ Quang 2, gia đình bà đã phải trả 13 cây vàng. Nhưng không dừng lại ở đó, tới năm 2014, thầy chùa nói phải giải tỏa khu đất nên phải bốc mộ lên thiêu. Tiền thiêu lúc đó hết 14 triệu đồng do gia đình bà phải chịu toàn bộ. Như vậy, tổng cộng bà đã mất 6,5 cây vàng với thể giá của năm 1999 cùng 14 triệu đồng tiền thiêu năm 2014, thì cuối cùng mới có được chỗ để hũ cho gắn tên nhãn di ảnh trong chùa. Và đến nay thì bà Thành đến chùa Kỳ Quang 2 thì hình một nơi, hũ cốt một ngả, tất cả đều được chất như đống rác. Chùa Kỳ Quang 2 là một chùa gần 100 năm tuổi, trụ trì Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu. Đây là hình ảnh chụp bên trong chùa Kỳ Quang 2, một trong những ngôi chùa vàng ở Sài Gòn nổi tiếng với thiết kế đặc biệt
50. Ban đầu, chùa có cái tên gọi là Thanh Châu Tự, được xây dựng vào năm 1926 và chỉ là một chùa làng nhỏ bé tại Gò Vấp. Đến năm 2000, chùa mới được chính thức tu sửa trên diện tích 7.500m2 với kiến trúc 50 độc đáo là không mái, không trần, không cửa, không tường và không cột, do chính trụ trì Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu thiết kế. Ngôi chùa còn nổi tiếng là vì nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi tật nguyền, không nơi nương tựa lớn nhất ở Việt Nam. Hòa Thượng Thiện Chiếu cho biết hoạt động này bắt đầu từ năm 1994 và cho đến nay nhà chùa đang chăm sóc hơn 240 cháu bé, đồng thời dạy học và khám chữa bệnh, phát thuốc nam miễn phí cho hàng ngàn người mỗi tuần. Sau khi sự việc bị phát hiện vào ngày 3 tháng 9, ông Thích Thiện Chiếu đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng. Sau đó, Hòa Thượng cũng đã có buổi tiếp xúc với các bà con gửi cốt và linh ảnh của người thân thờ tại chùa. Đồng thời, chùa cũng đã làm việc với chính quyền địa phương, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng có hướng dẫn giải quyết vụ việc. Và nhằm xác định chính xác hài cốt của các thân nhân, chùa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN. Mọi chi phí xét nghiệm ADN, chùa sẽ chịu. Truyền thông trong nước đưa tin, theo Trung tâm xét nghiệm ADN Ken Plus, với giá khoảng 6 triệu đồng một ca xét nghiệm ADN hài cốt, tổng chi phí cho 775 ca ở chùa Kỳ Quang 2 có thể lên tới 5 tỷ đồng. Có lẽ với khả năng kinh doanh dịch vụ nhà táng phát đạt của chùa Kỳ Quang 2 từ nhiều năm qua, thì số tiền này có thể trong khả năng chi trả. Đấy là chưa kể những hoạt động kinh doanh khác mà dư luận chưa phát hiện ra. Vấn đề nghiêm trọng hơn là việc xét nghiệm ADN trong tro cốt là rất khó, thậm chí có thể gọi là khó không có khả năng, bởi vì tro cốt sau khi đốt, xương đã bị cháy hết hoàn toàn. Khi hỏa thiêu, thi hài cháy hết thì vật chất còn lại chỉ là carbon, tức là tro cốt, tức là dạng vô cơ, không còn vật chất chứa thông tin ADN hay còn gọi là tế bào gen để có thể giám định. Một phương pháp khác được dư luận đặt ra là nhờ các nhà ngoại cảm để thỉnh vong hoặc dùng biện pháp gọi hồn để xác định danh tính các hũ tro cốt. Đây là hình ảnh chùa Kỳ Quan dán thông báo niêm phong nơi để tro cốt. Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng để xác định được tro cốt người đã khuất bằng các hoạt động ngoại cảm là việc rất phức tạp, vì nếu như nhỡ có vong linh nào siêu thoát rồi thì việc áp vong hay gọi hồn cũng trở thành vô nghĩa, không thể xác định được. Hơn nữa, mục đích ban đầu của việc đưa tro cốt lên chùa là để vong linh được siêu thoát nơi cõi Phật, để vong linh người hồn người chết được nương nhờ cửa Phật, được nhận sự gia trì của Tam Bảo để về với cõi Phật, mà giờ lại tiến hành giám định ADN hay gọi hồn hoặc thực hiện hoạt động ngoại cảm thì sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu, khiến vong linh trụ tại tro cốt sẽ không siêu thoát được. Và việc làm mất nhân tính của chùa Kỳ Quan đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp và phương án giải quyết hậu quả lại càng khiến cho dư luận phẫn nộ. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nhận định như sau: đưa vào chùa để ngày ngày có những người thân quá cố của chúng ta vẫn có nghe tiếng cầu tụng, được cầu siêu để đầu thai vào một kiếp khác. Đó không đơn thuần chỉ là lọ tro hay tấm ảnh, là cả một nghĩa tình thân quyến sâu nặng để chọn nơi chọn chỗ cho người thân neo đậu, đặt một niềm tin lớn vào đạo Phật có thể chuyển hóa kiếp nghiệm, tin vào con đường luân hồi và mong mỏi cái bình yên cho người ở lại. Năm tháng dịu vơi những nỗi đau buồn khi thấy người thân của mình cũng an nhiên theo tiếng tụng kinh. Và giờ đây, chùa Kỳ Quang 2 đã trả đạt đến tất cả những điều đó. Họ phản bội lại đạo Phật, từ bỏ câu kinh siêu độ, hủy hoại sự bình yên của những người đã gửi những lọ tro bức ảnh kia. Không thể lấy lý do rằng do nhà chùa liên hệ không thấy thân nhân đến nhận nên đối xử với di ảnh và tro cốt người quá cố như những tàn nhang bỏ đi, như bụi rác phàm trần. Lòng từ bi tối thiểu của những gì còn tồn tại an ổn dương thế đã bị chôn sạch bởi những lương tâm táng tận của những kẻ khoác áo tu hành. Vào ngày 3 tháng 9, khoảng hơn 100 người đã gửi tro cốt người thân tập trung tại chùa Kỳ Quang 2 để cùng ký vào đơn khiếu kiện Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 về hành vi xâm phạm mồ mả thi thể hài cốt. Có người gửi một hũ, có người gửi đến hàng chục hũ tro cốt của người thân. Đây là hình ảnh Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu giải thích và xin lỗi hôm 3 tháng 9 trước bà con gửi cốt và linh ảnh người thân thờ tại chùa. Điều 319 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rất rõ về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Theo đó, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để bên trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Nếu phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm. Facebooker Liên Hương Lê Na còn yêu cầu khởi tố vụ án không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống dân tộc, đồng thời yêu cầu
xác minh nghi vấn lừa đảo, chùa nhận phí, bảo quản cho cốt rồi nói không nhận. Bà Liên Hương cũng nhận định như sau, sự suy đồi của Phật giáo Việt Nam biến không gian chùa thờ Phật thành không gian nhà táng. Phật tử không tới chùa vì tu học Phật Pháp mà vì dịch vụ nhà táng. Hiện nay, rất nhiều nhà chùa có dịch vụ lưu trú cho cốt và mai táng ngay trong đất nhà chùa. Và các Phật tử ở chùa cũng thường tránh vì những việc ô nhục này. Và qua sự việc này, người Việt chỉ còn biết ngậm ngùi cho số phận, đến cho cốt người chết vào chùa còn không yên ổn thì người sống thế nào nổi trong cái xã hội đầy nhiễu nhương này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020 với bản tin Chùa Kỳ Quang 2 nhận tiền khủng rồi quẳng cho cốt một nơi, di ảnh một nẻo. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.